Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin có ý kiến về công tác thi hành án. Tôi cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2022. Trong đó tôi đánh giá cao kết quả của công tác thi hành án dân sự với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự. Công tác thi hành án dân sự đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác hoàn thiện thể chế được Chính phủ quan tâm thực hiện. Chính phủ đã kịp thời trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung của 9 luật, trong đó có luật thi hành án dân sự để triển khai thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Qua đó đã giải quyết một số vướng mắc, nâng cao hiệu quả xử lý tài sản thi hành án, nhất là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát. Công tác thi hành án dân sự năm 2022 đạt được kết quả đáng ghi nhận, đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổng số phải thi hành là 861.529 việc, có điều kiện thi hành là 653.719 việc, thi hành xong 539.290 việc, đạt 82,5%, tăng 6,67% so với năm 2021. Tổng số tiền phải thi hành gần 337.000 tỷ đồng, có điều kiện thi hành trên 165.000 tỷ đồng, thi hành xong trên 75.000 tỷ đồng, đạt 45,42%, tăng 14,21% về tỷ lệ và tăng gần 30.000 tỷ đồng so với năm 2021. So với năm 2016 là tăng 259%, đạt giá trị thi hành cao nhất từ trước đến nay. Tổng giá trị thi hành cho ngân sách nhà nước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với năm 2021. Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra một số khó khăn của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, đó là nguồn lực đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự như là kinh phí hoạt động, trụ sở, kho vật chứng của một số cơ quan thi hành án dân sự địa phương, v.v. chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ chấp hành viên bị quá tải rất nhiều trong công việc. Qua báo cáo cho thấy, từ năm 2016 đến nay, biên chế công chức thi hành án dân sự liên tục cắt giảm 1.016 biên chế, tức là giảm 10,16% so với biên chế được giao năm 2015. Trong khi đó, khối lượng công việc trung bình qua các năm theo xu hướng tăng cả về việc và về tiền. Năm 2021 tăng 5% so với năm 2020 về việc và 4% về tiền. Năm 2022 tăng 6,67% về việc và 45,42% về tiền so với năm 2021. So với năm 2016, số việc phải thi hành năm 2022 tăng 5%, nhưng giá trị phải thi hành tăng đến 259%. Tính chất công việc ngày càng phức tạp, giá trị phải thi hành ngày càng lớn, nhưng biên chế liên tục bị cắt giảm. Đơn cử như khối lượng công việc, số tiền phải thu hồi qua các vụ án về kinh tế, tham nhũng hay các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động của các công ty đa cấp, công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Các vụ việc này có hàng ngàn đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Thực tế trên là nguy cơ dẫn đến hoạt động thi hành án dân sự trở thành điểm nghẽn trong chuỗi hoạt động tố tụng vì các cơ quan này đang trong tình trạng không có đủ nguồn lực để thực hiện. Hiện nay, bình quân mỗi chấp hành viên phải thi hành 227 việc trên một năm và tiền là 88,7 tỷ đồng trên một năm. Tại một số địa bàn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, trung bình mỗi chấp hành viên có số lượng việc phải thi hành lên đến gần 400 việc trên một năm. Trên 100 tỷ đồng trên một năm. Cá biệt như thành phố Hồ Chí Minh là trên 400 tỷ đồng trên một năm cho một chấp hành viên. Hà Nội, Đà Nẵng trên 200 tỷ đồng trong một năm cho một chấp hành viên. Đây thực sự là một áp lực rất lớn đối với đội ngũ chấp hành viên và cơ quan thi hành án dân sự cần được quan tâm một cách đúng mức. Tuy nhiên, theo quyết định số 1259 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức cơ quan thi hành án, cơ quan hành chính nhà nước thì đến năm 2026, biên chế các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có biên chế của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giảm 5%. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án Nhân dân các cấp, khối lượng công việc cơ quan thi hành án dân sự cũng tăng theo khối lượng công việc của ngành tòa án. Việc tiếp tục cắt giảm 5% biên chế thi hành án như khối cán bộ công chức, các cơ quan hành chính sẽ là một khó khăn, thách thức lớn cho các cơ quan thi hành án. Trong khi đó, đối với ngành Tòa án Nhân dân, ngành Kiểm sát Nhân dân, trên cơ sở xem xét khối lượng công việc tăng, tính chất công việc ngày càng phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết số 609 và 610 ngày 28 tháng 9 năm 2022
về biên chế ngành tòa án nhân dân, ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026 ở mức tương đương mức giao thời điểm năm 2015. Vì vậy, để hệ thống cơ quan thi hành án dân sự có điều kiện nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án dân sự các cấp. Về nguồn nhân lực, đề nghị cân nhắc các cơ quan thi hành án dân sự theo nguyên tắc tương tự ngành tòa án nhân dân và ngành kiểm sát nhân dân như đã nêu ở trên. Giai đoạn 2022-2026 tiệm cận mức biên chế giao năm 2015. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.